Dạ. Dạ sao? Dạ. Về sao phụ chú Bảy đang hát hơi cho cầu Nam Vũ Linh nhé. Dạ. Vui vẻ, em có vui vẻ cái nhà rồi ha, cái nhà vui vẻ nhiều sức khỏe ha. Sức khỏe. Rồi ok. Nãy vô thắp nhang nhỏng nổi cho gà hết trơn nè. Dạ sao? Dạ chú khỏe không? Dạ được rồi, dai đó, dai ẩn là 2 ngày sau ông về đó, cái lon nó mới cầm được cái mà tẩy đó. Dạ. Hai con ngỗng ghê lắm á, hàng ngỗng định ngày lên da ông mà 2 ngày nữa là đem lên đây nè. À. Tại mình mở là mở ban ngày đâu, mở buổi tối đâu. Dạ. Đây mai chị Nguyễn Bình nào đó. Dạ. Dạ dạ. Vâng, vừa rồi là lời chia sẻ của chú Bảy. Lời chia sẻ của chú Bảy nhé, của chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì chú Bảy có cầu xin cậu Nam Vũ Linh nói về phía bên kia thôi cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà ông Tiêu không tiện nói để Pháp Lực đã vô cuộc rồi thì để cho Pháp Lực giải quyết thôi cô chú anh chị và các bạn. Ông Tiêu chỉ biết quay ở đây cho cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị mới xem kênh Cảm Thấy Kinh Hay Thói Nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like
để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vừa rồi là một đoạn sau cụ chú Bảy đến đây để hấp nha cho cụ Năm Vũ Linh, và có những cái lời có những cái lời mà nói chung là nói về bên kia hơn cô chú anh chị và các bạn. Anh ơi, bữa nay mua cái gì đến cậu anh? À, anh lúc nào cũng mua 4 chai để cúng cậu ha. Em kêu anh từ từ mà anh cứ chạy nhanh chứ vậy. 4 chai phải không anh? Nhà nấu mà tôi hỏi luôn. À. Món nào mà không nấu được. À. Vâng, vừa rồi thì một người anh rất là quen thuộc tới đây cúng cầu Năm Vũ Linh nhé cô chú anh chị và các bạn. Cúng 4 chai. Anh có nói là nhà anh làm mới cô chú anh chị và các bạn. Nhà anh tự nấu, nói chung á là anh nấu rất là ngon luôn cô chú anh chị và bạn ốc thiệp á, thử một lần nấu rất là ngon luôn. Vâng thì ốc thiệp đang đứng trước nhà của cô Năm Vũ Linh, nhà cụ chị Long thôi cô chú anh chị và các bạn. Có một chú đứng trước nhà Hồng Loan nha. Vâng, thưa cô chú anh chị thân mến, ốc tiêu đang quay tại nhà chị em lo nhà cụ của Nam Vũ Linh, thưa cô chú anh chị và các bạn. Vừa rồi có một chú có một hiện tượng lạ tại nhà cụ Nam Vũ Linh nhé. Vâng, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem.